giàu đến run người. Có lúc ngồi cười rất tươi, nghe như đời không trôi nữa hay đi quá mau. Khi đường phố lên đèn là lúc tâm hồn ta lắng lại. Dẫu không bờ vai chia sẻ, không đôi tai nào lắng nghe, hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Quan trọng là ta đã tỏ cùng nhau tự tình lúc không giờ. Có hôm anh hứa với tôi tối anh về nhắn tin báo mình biết đã về an toàn rồi. Kết quả là tôi chờ đến sáng. Tôi đã giữ mối quan hệ mà một năm chúng tôi gặp nhau 5 lần. Đến hiện tại mối quan hệ này tôi vẫn duy trì là nhờ vào một câu của anh. Nó cứ vương vấn mãi: anh xem em là người nhà, là gia đình của anh. Đối với một người thiếu thốn tình cảm gia đình thì câu nói đó ấm lòng biết bao. Trời ơi, không tin được luôn Phương Anh. Tính gì vậy? Phương Anh hôm nay tới nhà chinh chơi khác hẳn Phương Anh ngày xưa luôn. Phương Anh cũng không tin được luôn mà. Không tin là mình đang nằm ngủ trên giường còn bị dựng đầu dậy dắt sách qua đây mà. Chị nói chuyện khác. Cái tôi đang nói là tại sao bà giảm được 26kg trong vòng 3 tháng. Ủa thì bình thường thôi. Tới cái lúc mà mình cảm thấy là sức khỏe của mình không tốt thì mình cần phải giảm cân thì phải giảm thôi. Nhưng mà hồi xưa mình cũng có nhiều những cái động lực mà. Sao bây giờ mới bắt đầu giảm cân? Nhưng mà hồi đó Phương Anh tự tin vào bản thân mình lắm. Bởi vì là Phương Anh đã từng giảm xuống 20 mấy ký rồi, nên là cảm thấy là cái chuyện mà giảm cân đối với mình rất là bình thường. Nhưng mà có hiểu không Trinh, những cái người mà như mình á, có nghĩa là giảm ra xong thì xuống, nhưng mà hễ mà thả ra một phát là ăn là lên lại, lên rất nhanh. Hồi Phương Anh mà lên ký đỉnh cao là lên trong vòng một năm là lên cả 36 ký, mà lên một năm lên 36 ký liên tục luôn. Ba mẹ khóc không nhận ra, coi chứ trời ơi, đây phải con tao không? Nó chứ trời, không phải con, ba mẹ chắc con đứa nào. Kiểu là nó giỡn vậy thôi, nhưng mà thực ra là ba mẹ nhìn thấy con mình xong lên cái nhiều quá, kiểu bị xót xa á. Nhưng mà mình vẫn bình thường, mình nghĩ là mình giảm được rồi, nên là mình lên cân và xuống cân đối với mình bình thường. Nhưng tới khi mà đi kiểm tra sức khỏe thì cái sức khỏe của mình đã đang ở ngưỡng không an toàn, thì lúc đó mình mới biết là bây giờ mình phải khác, nó không như ngày xưa nữa. Mình không còn là còn quá trẻ để có thể mà tự tin vào sức khỏe của mình được nữa. Trình vẫn thích là Phương Anh tự tin, thoải mái nhất. Mặc dù là số ký như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là Phương Anh thôi. Đúng rồi, đoạn nào tự tin hết trơn á. Đó, và vậy nên vì cái năng lượng lúc nào cũng là tự tin chính mình và kiểm soát được cuộc sống của mình á. Nên hy vọng là ngày hôm nay có thể truyền một chút xíu năng lượng cho một lá thư vừa được gửi vào hộp thư nhà mình. Tích cực hay là tiêu cực thì hơn xui nha. À, là Phương Anh sẽ đọc bức thư này á hả? Đúng rồi. Khó vậy? Đọc mà để truyền cảm được chắc cũng hơi khó nè. Không cần phải truyền cảm mà, trời ơi, hai thời gian 4 hả? Ủa? Hai mặt luôn. Ủa chứ bình thường là thư là ngắn hay là dài? Thường là sẽ có một đoạn thôi, các bạn sẽ inbox cho Trinh á. Các bạn sẽ ghi trong một cái lúc mà các bạn đang chênh vênh, các bạn nghĩ gì ghi đó, thường rất là ngắn. Nhưng mà chắc là bạn đã suy nghĩ rất lâu để ghi lá thư này á. Trời ơi, vậy là bạn này dài khờ rồi. Gặp Phương Anh mà viết thư mà gửi cho người ta là không viết nổi, mà Phương Anh sẽ thu một cái đoạn. Mà một đoạn của Phương Anh thì thường là 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Để mình nói nổi điên quá, mình nói cho hết luôn. Và mình sẽ phát lên đây mình nghe. Không, gửi cho người ta, gửi cho tới cái người mà cần nghe á. Bởi vì là Phương Anh có một cái thói quen này nè, những cái chuyện của mình á, mình sẽ không tâm sự cho bất kỳ một ai. Bởi vì có những thứ nó nằm ở trong cái thứ gọi là bí mật, và mình không muốn để cho người ta thấy cái sự yếu đuối của bản thân mình. Nên là mình sẽ không kể cho bất kỳ một ai, nhưng mà mình sẽ giải quyết bằng một cách là mình sẽ liên hệ trực tiếp với người đã gây ra những cái áp lực đó với bản thân của mình. Ông Trinh cũng đã từng làm như vậy, nhưng vấn đề xảy ra ở đây là nhiều khi giống như tay nhanh hơn não, cái này là miệng nhanh hơn não. Mình chửi người ta xong mới phát hiện là ấy chết, mình chửi nhầm, cái lỗi đó là lỗi của mình. Cái mình không có remove message kịp, tại vì mình đã nói ra rồi. Đó là bởi vì là phụ nữ hay bị nóng giận tức thời. Nhưng mà Trinh biết không, Phương Anh không bao giờ mà giải quyết cái việc đó ngay tại thời điểm đó, mà mình sẽ để một tháng sau mình mới giải quyết. Nên là khi trên Facebook của Phương Anh ghi bất kỳ một cái câu chuyện gì, là câu chuyện đó đã trải qua 1 năm hoặc 1 tháng, ít nhất là 1 tháng cho tới 1 năm, Phương Anh sẽ ghi lại cái câu chuyện đó. Vậy Phương Anh là người suy nghĩ rất là cẩn trọng, nên hy vọng là tâm sự này gửi đến tay của Phương Anh là hoàn toàn chính xác. Hên xui nha, không biết là bạn này hên hay xui nằm trong tay mình không? Cái bức đề của bức thư là: anh xem em là người nhà của anh. Xin chào chương trình Tự Tin Lúc Không Giờ, mong chương trình đừng đọc tên tôi. Bạn này muốn giấu tên à? Ẩn danh, đâu có ai muốn tâm sự của mình bị phanh phui trước mọi người đâu, họ chỉ muốn tìm người để lắng nghe thôi. Nếu là những câu chuyện mà nó có
những cái gọi là những câu chuyện mà có thể giúp ích được người khác á, thì Phan nghĩ là cũng nên để tên, cũng chẳng sao. À, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình tìm sự chia sẻ, tìm lời động viên từ một người xa lạ, từ một talk show thì càng không. Tình cảm của tôi và anh được xây dựng từ tình bạn, 2 năm tình bạn và 2 năm yêu nhau. Ồ, cũng tương đối, là một cái thời gian tương đối. 2 năm tình bạn và 2 năm yêu nhau là tổng cộng là 4 năm. Chúng tôi yêu xa, nói là xa thôi, tôi và anh ở cách xa một tiếng đi xe máy. Tôi chưa bao giờ bắt anh phải lên thăm tôi hàng tuần vì tôi là một nhân viên văn phòng. Nhiều hôm đi làm và rất mệt, làm xong công việc nhà thì lại trễ. Tôi vẫn lo cho anh hôm nay đi tiếp khách, về nhà có an toàn chưa? Là có nghĩa là hai người cách nhau chỉ là một tiếng đi xe máy thôi. Bình Dương với lại thành phố đó. Nhưng mà cô gái này thì mỗi ngày đi làm về đều lo lắng cho anh chàng của mình. Và có hôm hứa với tôi tối về nhắn tin báo cho tôi biết đã về nhà an toàn rồi. Kết quả là tôi phải chờ tới sáng. Chờ một tin nhắn là người kia an toàn chưa? Tới sáng mình ngủ không được để mà xem người đó có ổn hay không. Hiểu. Cái kiểu này quen lắm nè. Tôi đã giữ mối quan hệ mà một năm chúng tôi gặp nhau 5 lần, là trong vòng 2 năm chỉ gặp nhau 10 lần. Đúng không? Giữ mối quan hệ mà một năm chúng tôi gặp nhau 5 lần, những tin nhắn quan tâm nhau ngày một thưa dần. Có nghĩa là hai người đó đã giữ mối quan hệ là trong một năm chỉ gặp mặt nhau 5 lần thôi. 2 tháng gặp lần, 3 tháng gặp lần đó. Nhiều khi lần đó là lên Sài Gòn chơi 3 tiếng rồi đi về đó. Tôi nghĩ vậy. Hên xui mình cũng chẳng biết được. Và mấy hôm nay khi tôi đang trên bên chờ kết quả xét nghiệm xem bản thân tôi có bị ung thư hay không. Wow. Tôi sống một mình, ba mẹ đều đã mất. Trước giờ tôi vẫn tự động viên mình, cố lên rồi mọi thứ sẽ ổn. Tôi đã từng nói với anh rất đơn giản, chỉ cần một người bên cạnh tôi. Thật lòng thì việc gì tôi cũng có thể vượt qua được. Đến hiện tại mối quan hệ của tôi vẫn duy trì và nhờ vào một câu anh nói cứ mãi vương vấn, anh xem em là người nhà, là gia đình của anh. Đối với một người thiếu thốn tình cảm thì câu nói đó nó ấm lòng biết bao. Tôi biết ơn anh đã ở bên cạnh tôi những ngày mẹ mất, những ngày mà nếu không có anh tôi đã không biết phải sống như thế nào. Tôi đã báo anh biết khả năng tôi sẽ bị ung thư di truyền từ mẹ. Anh cũng nhắn tin cho tôi nhiều hơn bình thường, có thái độ quan tâm hơn bằng tin nhắn. Ngay lúc đó tôi cảm thấy có lỗi khi đã trách anh không quan tâm đến tôi, và tối hôm đó chúng tôi nhắn tin nhiều hơn. Qua hôm sau anh đi tập văn nghệ, anh là nhân viên ngân hàng và tập cho đội văn nghệ hàng năm. Từ chỗ anh tập cách nhà tôi gần 10 phút và mỗi tuần 3 buổi tập thế mà không một hôm nào anh lại ghé thăm tôi. Có lý do hả? Tôi đã dẹp bỏ cái lòng tự trọng của mình để nhắn tin cho anh. Em nhớ anh, chỉ mong anh thăm em dù một lần. Anh lại xoa dịu tôi bằng tin nhắn, anh bảo anh bận lắm, anh tập cũng mệt. Nhưng anh cũng thương, cũng nhớ em nhiều. Em cố gắng nha, em sẽ không sao đâu. Và vài ngày sau tôi thấy anh đăng hình trên mạng xã hội cùng một cô gái khác. Không quá thân mật nhưng tôi thấy nhói lòng. Anh biết anh đăng lên tôi sẽ thấy, ngay lúc tôi đang chơi vơi không biết con đường phía trước của mình sẽ như thế nào. Đến hôm nay tôi cảm ơn vì anh đã vô tâm, vì đã tuyệt tình đến lạnh lùng. Người từng là thế giới của tôi giúp tôi có động lực để từ bỏ tình cảm suốt 4 năm. Từ bỏ người duy nhất mà tôi xem là người thân yêu. Tôi đang bế tắc và muốn tìm một nơi để được chia sẻ nói những lời thật lòng trong lúc này. Xin cảm ơn chương trình. Tôi đang bế tắc và tôi cần một lời thật lòng. Lời thật lòng của Phương Anh trước đi. Hả? Lời thật lòng về bức thư này hả? Thì thực ra Phương Anh đọc bức thư này thì Phương Anh thấy rất nhiều người phụ nữ và rất nhiều người đàn ông trong câu chuyện này. Nhưng mà cái người đàn ông này nè, nó vô tâm y như là 1 triệu người đàn ông khác vậy á. Con trai nó khác lắm. Nó không có những cái tỉ mỉ và tinh tế giống như một cái mà người phụ nữ người ta cần. Phụ nữ người ta cần những thứ khác hơn, nhẹ nhàng, chăm chút. Mà bạn này thì bị một cái trường hợp nữa là bạn này là không còn gia đình nữa. Là chỉ sống một mình thôi. Là tất cả, có nghĩa là ví dụ như nếu như mà Trinh ở trong Sài Gòn này một mình, không có ba mẹ, không có người thân, không có bất kỳ một ai, không có người để chia sẻ. Người ta gặp cái người đàn ông này mà không có, người ta không có chỗ để cho đi yêu thương thì người ta sẽ dồn hết tất cả những yêu thương của mình dành cho cái người đó. Nên cái tình yêu đó nó lớn lắm. Nhưng mà phụ nữ thì thường hay bị sai ở một cái chỗ đó là tin vào lời đàn ông nói là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là hay gặp những cái câu nó là anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh có an toàn không, anh có khỏe không. Là cái câu đó là chứng tỏ cho một việc là cái mối quan hệ này là sắp tới cái hồi mà tạm biệt rồi. Mình cũng không chắc chắn là người ta có đang nằm trong cái phạm vi an toàn mà mình có thể kiểm soát hay không nữa. Mà phụ nữ thì rất thích kiểm soát. Và đàn ông thì rất thích bay nhảy và không quan tâm tới cái sự kiểm soát của cái người phụ nữ đó. Nhưng mà thực ra đơn giản như này, nếu như người ta yêu mình thì mình sẽ không cần mở miệng hỏi những thứ đó. Nhưng phụ nữ là hay có một cái suy nghĩ trái chiều là nhưng nếu mà mình không quan tâm tới người ta
thì tình cảm càng ngày nó càng nhạt nhòa thì sao? Thì đó, nó có những cái mâu thuẫn. Thì Phan nghĩ trong trường hợp của cô gái này nè, thực ra là bản thân của cô gái này đã có câu trả lời từ rất lâu, nhưng luôn tự đánh lừa bản thân mình. Dạ. Đó là đơn giản vậy thôi. Trinh nghe không sót một chữ, và Trinh không có thấy điểm nào mà nó sai trái hết. Hoàn toàn 100% Trinh đồng ý với Phương Anh. So chiếu về câu chuyện của bạn gái này với câu chuyện của Trinh đi ha. Chứ thấy cũng không có mấy là khác nhau trong chuyện tình yêu. Tại vì Trinh với người yêu yêu xa, Hà Lan với lại Việt Nam, muốn về rất là khó. Bay mười mấy tiếng đồng hồ mà mỗi lần bay tốn rất nhiều tiền, nên không thể nào mà mình cứ ném tiền ra cửa sổ như vậy được. Đúng. Mình có một cái quy ước là 3 tháng thì mình sẽ thăm nhau một lần. Đứa này bay 3 tháng thì đứa kia bay 3 tháng. Có nghĩa cứ 3 tháng sẽ gặp, bỏ ra 1 tuần để gặp nhau. 3 tháng gặp được 1 lần thì coi như 1 năm mình gặp được khoảng vài lần cũng vậy thôi. Mà 1 lần kéo dài nhiều ngày. Nên cái việc đó nó không phải là lý do để cho tình cảm của mình phai nhạt đâu. Trinh là một người bận rộn, Phương Anh biết mà. Và khi mà bạn nhắn tin cho Trinh trái múi giờ, bạn cũng rất là bận rộn. Trinh thường xin không rep, có nghĩa là đọc thôi, nhưng mà không có trả lời liền. Và mình sẽ dành thời gian thích hợp. Ví dụ như sau khi mà quay xong, mình về mình tắm rửa sạch sẽ rồi, tức là mình ưu tiên nha, là quay xong rất mệt về, mình tắm rửa sạch sẽ, mình lên giường, mình nghe nhạc, sau đó mình bắt đầu mới lấy cái điện thoại ra. Trong một cái tâm thế tốt nhất, mình sẽ trả lời một cách bình tĩnh. Và khi mà Trinh đọc là những tin nhắn, Trinh thấy những tin nhắn mà Trinh trả lời trong lúc Trinh bận quay, hoặc là những cái giờ Trinh lẽ ra đến make up á, ăn cơm á, mà Trinh nhắn á, rất là cục lũng, không có nội dung, lặp đi lặp lại, an toàn và vô nghĩa. Chẳng hạn em ăn rồi, cố lên nha, ừ anh cũng vậy hả, anh uống thuốc chưa, ok anh, em đi quay đây. Nó không có nội dung. Nếu như mà một cái tin nhắn nó cứ liên tục như vậy, 20 tin nhắn mỗi ngày đều như vậy và lặp lại cả một tháng, Trinh nghĩ nó còn chán hơn cả cái việc là một tháng mình nhắn đúng một lần, nhưng một lần rất là sâu sắc, rất là chạm, rất là kết nối và đầy chân thành. Nhưng mà có bao giờ người đàn ông đó người ta nghĩ là đó là sự cố gắng của mình chưa? May mắn là tụi Trinh tìm được cách thức phù hợp để mà hai đứa nói chuyện với nhau. Vì cả hai đều nhận ra cái cách nói chuyện này không có ổn. Sau đó thì mình thu voice. Khi mà Trinh rảnh thì bạn nó đang ngủ đi, Trinh sẽ thu voice lại để tiết kiệm thời gian, giống như Phương Anh nói vậy đó. Trinh không có time, không có gõ được. Hôm nay cái ngày của em thế này em thấy rất là mệt, em bị sốt, em cần cái sự giúp đỡ về tinh thần, anh ở đó thế nào, em hiểu là anh đang rất bận, anh giữ sức khỏe nha. Xong mình gửi qua. Tất cả những cái tình cảm á, nó nằm ở trong cái đoạn voice đó, nó chỉ có một phút thôi. Nhưng mà khi mà người ta sáng thức dậy là Trinh đang ngủ, thì người ta lái xe, người ta sẽ chọn được cái thời gian thích hợp để người ta tiếp nhận tình cảm đó. Không phải là vồ vập đến mà bắt tại sao anh không trả lời em. Mà khi mà người ta bật lên nghe trong xe đó, người ta sẽ cảm nhận được cả một cái vũ trụ mà mình đang nói, nó lập tức triệu hồi về. Và người ta cảm nhận được ngay. Nên khi mà bạn trai Trinh nhắn lại là lần đầu tiên có một cái người mà anh nghe những cái tin nhắn đó, anh cảm thấy là thật sự đang nói chuyện với anh, chứ không phải là đang tra hỏi anh hay là đang để bắt anh phải hồi đáp. Đó là một cái cảm xúc riêng của Trinh thôi. Và Trinh cảm thấy thương bạn, bởi vì bạn không tìm được đúng người để liên kết với những tình cảm của bạn. Trinh quen với anh bạn trai này được bao lâu rồi? Gần 2 năm hả? Thì Phương Anh có một cái chia sẻ như thế này nè. Thực ra là tất cả những cái phương thức mà thay đổi, cái cách thức để hoạt động và thay đổi á, nó chỉ là một cái phương thức hoạt động thay đổi thôi. Nó chỉ là một cái cách thức thôi. Nó không thay đổi được bản chất của vấn đề. Bản chất của vấn đề là gì? Bởi vì là Trinh và người yêu khi mà yêu xa thì nó càng dễ để mình có thể là nó có những cái khó riêng và có những cái dễ riêng. Nhưng mà rõ ràng nếu như mà một người mà quen nhau quá lâu, nếu Trinh gặp một cái trường hợp là một người quen nhau quá lâu thì nó sẽ trở thành nhàm chán. Đúng rồi. Dù mình có thay đổi cách nào mình cũng sẽ không thể nào mà làm cho người ta hết nhàm chán được. Bởi vì là một con người á, khi mà mình ở gần người ta nhiều á, mình sẽ phát hiện là người ta có những cái tốt và những cái xấu riêng. Và những cái tốt và những cái xấu riêng đó là mình càng ngày mình sẽ không mình sẽ ngán. Mà vì sao mà ba mẹ mình vẫn thể ở chung với nhau được tới thời điểm bây giờ, có nghĩa là cả hai người đều phải chịu đựng những cái xấu của nhau. Và khi mà tình cảm nó không còn là tình yêu mà nó chuyển qua một thứ gọi là tình nghĩa, và cái sự lo lắng nó sẽ khác. Lúc đó là người sẽ xem nhau là người nhà. Nó sẽ khác là hoàn toàn là tình yêu. Còn tình yêu không bao giờ bền vững được hết trơn á. Tình yêu là một cái thứ rất là dễ đổ vỡ. Nhắc tới cái câu á, em là người nhà của anh mới gai ốc nè. Không biết là khi mà người ta nói như vậy là người ta có thật sự nghĩ như vậy không? Không. Khi nói ra thì tại thời điểm đó là người ta tin điều đó là sự thật, nhưng người ta sẽ không nhớ điều đó lâu dài.
Cái đó là một cái đức tính rất là hay ho của đàn ông là sẽ quên. Phương Anh tin những người không nói những cái lời đó sẽ xem mình là gia đình. Nhưng những người đàn ông nào mà mở miệng nói ra những lời đó thì ít khi xem mình là gia đình. Thường là Phương Anh rút ra một cái kinh nghiệm là những người không hay nói sẽ rất hay làm. Dạ. Mà những người hay làm thì thường ít khi nói lắm. Cơ bản mối quan hệ yêu xa của bạn, ví dụ ở Bình Dương và Sài Gòn đi, nó đã là một vấn đề rồi. Khi mà một năm gặp được có 5 lần. Không. Dạ. Không bao giờ là vấn đề. Thực ra Phương Anh đã nói từ lúc đầu rồi, người ta yêu nhau thì dù xa nhau tới cỡ nào thì người ta vẫn nhớ, người ta vẫn có thể liên... Nhưng mà tại cái thời điểm đó tình yêu không đủ để giữ tất cả mọi thứ lại. Nhưng nếu tình yêu không đủ tại sao họ lại yêu nhau 4 năm? Bởi vì trước đó 2 năm người ta đã là bạn. Dạ. Nhưng khi người ta thay đổi môi trường khác, ở một nơi khác, anh ấy đi làm ngân hàng, anh ấy ở xa, thì người ta mới phát hiện là ô, ngày xưa ta đang ở một cái giếng, ta đã quen một con ếch ở dưới cái giếng, và ngày hôm nay ta nhảy ra khỏi cái giếng và ta quen rất nhiều con ếch xinh đẹp khác, thì tại sao ta phải yêu con ếch ở dưới giếng nữa? Nghe có vẻ buồn và tàn nhẫn nha. Cái đó là sự thật. Bản thân mình yêu người ta, nhưng mình phải yêu, mình phải nghĩ là mình phải chừa cho mình một con đường rút. Mình nên yêu một cách tích cực. Thứ nhất là sao? Khi mình cảm thấy một điều là có vấn đề trong mối quan hệ này rồi thì đừng bao giờ nghĩ rằng là không, đó chỉ là cảm giác của tôi. Không. Trên đời này không có cái thứ gọi là sinh ra gọi là cảm giác. Cảm giác nó đều xuất phát từ những thứ có thật hết. Gọi là linh cảm nó đều xuất phát từ những cái có thật. Nên mình hãy nên tin vào những cái thứ. Và khi mà mình cảm thấy là linh cảm nó quá mạnh mẽ thì mình biết rằng đó là sự thật rồi. Thì khi mình biết là cái mối quan hệ của mình với anh chàng đó không còn không có khả năng nữa, thì mình nên nghĩ là thứ nhất là sao? Cô bé này là cô bị, cổ nó là cổ có khả năng bị ung thư vì di truyền của mẹ. Thì nên lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn. Bởi vì nếu như mà có cưới người đàn ông đó đi chăng nữa, anh ấy cũng không thể nào sống cuộc đời của mình. Dạ. Anh ấy cũng không thể nào cứu hoặc là làm cho mình sống lâu hơn được. Chỉ có tự bản thân mình làm cho mình sống lâu hơn thôi. Đó là mình phải đi kiểm tra sức khỏe. Mình phải quan tâm đến sức khỏe của mình hơn là cảm xúc của người khác. Tới cái lúc mà cô bé này viết bức thư này cũng đang quan tâm tới cảm xúc của cái anh chàng đó. Nhưng mà chưa bao giờ hỏi rằng là cái cảm xúc bản thân của mình đã như nào rồi đó. Không, nhưng mà cuối thư á, cô ấy cũng đã rất là mạnh mẽ đối diện. Cô ấy nói, ồ cảm ơn nhé, tại vì cái thái độ vô tâm của anh ấy thì đã làm tôi có động lực để tôi nhìn lại bản thân của mình là tôi đã đối xử tốt với mình chưa, và tôi đã bắt đầu vực dậy tinh thần của mình rồi. Đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ và tích cực. Nhưng mà Phương Anh nghĩ cái lời nói này chỉ là lời nói trách móc thôi. Chưa bao giờ Phương Anh thấy trong cái bức thư này có một cái sự quan tâm lo lắng tới sức khỏe của mình thật á. Nên, bởi vì là nếu như một người mà quan tâm tới sức khỏe của mình thật thì phải biết rằng là tại cái thời điểm này là mình có hoặc không có cách để điều trị. Mình sẽ yêu thương và không thể đay nghiến cái chuyện tình này nữa. Vậy Phương Anh nghĩ là điều gì sẽ tốt nhất cho bạn? Phương Anh nghĩ hả? Tốt nhất là một người nên, bởi vì là bạn này không có ai để nương tựa nên là bạn này bị yếu đuối. Có một cái ví dụ như là một cái người đang chết chìm mà tự nhiên vớ được một cái cây á, phải đu lên cái cây đó. Là cái tình cảm này như là cái việc đu lên cây vậy á. Nhưng mà thực ra con người ta chưa, người ta không nghĩ được rằng là thực ra chẳng ai chết chìm hết á. Mình đang đứng sát bên cái bờ, mình có thể bò lên được cái bờ, nhưng mà mình vẫn lựa chọn là đậu vào cái cành cây. Không ở nơi nào là đường cùng và không một người nào là tuyệt vời nhất. Bởi vì là Phương Anh nghĩ đơn giản như nha. Ngày xưa Phương Anh có quen một bạn chắc một anh bạn, và nghĩ rằng là nếu mà không quen anh này, không cưới anh này thì mình sẽ chẳng còn cơ hội mà yêu ai được nữa. Và mình không thể nào yêu ai được nữa, trời ơi mình muốn chết, muốn đập. Sau khi chia tay xong mình khóc lên khóc xuống, mình cũng kiểu ơ sao trên đời này tàn nhẫn quá, kiểu mỗi ngày mà mình không thở được á, cái kiểu mà mình cảm giác mình không thở được luôn á. Và sau đó vẫn đến một khoảng thời gian sau mình vẫn sống phè và mình quay lại mình nhìn á, ôi ngày xưa chẳng có gì mà mình thích, cái kiểu mà người đã chẳng có cái gì để đáng cho mình thích hết á. Nên là anh sau này sẽ có cái này hay ho hơn, tốt hơn, thú vị hơn. Quan trọng là tại cái thời điểm đó mình vượt qua bằng cách nào thôi. Cảm ơn Phương Anh. Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Có thể nếu như bạn muốn nghe một lời nói thật lòng, một suy nghĩ thật, thì có thể đã không có những lời khuyên ngọt ngào trong chương trình này để vỗ về như những cái sự xoa lưng dịu nhẹ mà bạn muốn. Phương Anh rất là trực diện. Một cô gái đã từng nặng 90 mấy ký và cao điểm nhất là 105 là 105 ký, quyết định là tuyệt tình với tất cả những cái thói quen xấu và trở lại với con người thật sự mà mình xứng đáng. Một cô gái 50 mấy, 60 mấy ký, nhanh nhẹn hoạt bát, thích chơi cầu lông và yêu thương cuộc sống mặc dù chưa có bồ đó. Thì Trinh nghĩ là những cái chia sẻ của Phương Anh ngày hôm nay thật lòng, sâu thẳm trong tiềm thức Phương Anh, với rất nhiều những người Phương Anh đã gặp, với rất nhiều những chuyện đổ vỡ Phương Anh đã qua, và với rất nhiều những thành công Phương Anh thấy được, mình có thể chạm được nếu như mình tự tin vào chính mình. Những điều mà Phương Anh kể có thể là không ngọt tai đối với chủ nhân của lá thư,
Nhưng Trinh tin là thật lòng Phương Anh muốn gửi cho bạn một thông điệp rất mạnh mẽ là mỗi người là một cá thể khác nhau. Anh ta xuất hiện trong lá thư này, trong câu chuyện của bạn, không phải là nhân vật chính, và cũng thậm chí không phải là một nhân vật quan trọng. Mà cách bạn đang nghĩ về anh ấy là cả cuộc đời mình mới là vấn đề lớn nhất trong lá thư này. Và Phương Anh rất mong rằng bạn sẽ có thể bỏ cái cây mà bạn đang bám víu trong cái hồ đó, để tiếp tục dùng cái sức lực bơi của mình lên bờ, mình chăm lo cho sức khỏe của nhiều hơn. Và mình vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, biết đâu cũng chỉ mới là giai đoạn đầu. Và biết đâu về cái tinh thần của mình lạc quan, mình có thể chiến thắng được bệnh tật, và mình sẽ có được rất nhiều những niềm vui đang chờ ở phía trước. Khi mình yêu thương mình thật lòng mà mình cảm thấy thân thiết với mọi thứ xung quanh á, kiếm được người thân cũng rất là dễ dàng. Những người bạn mình chịu mở lòng thì họ cũng thành người thân thôi. Đúng không? Lâu lâu gặp lại nói chuyện, uống một ly bia cũng đã có thể chia sẻ được với nhau nhiều thứ. Uống bia nữa người ta đã bình rồi, còn bắt người ta uống bia. Uống trà. Đó, nói chung là như vậy, không có gì nhiều. Để cảm ơn Phương Anh trong ngày hôm nay vì đã chia sẻ cái khúc mắc một cách trực diện và thẳng thắn. Thì Trinh có chuẩn bị phần quà nho nhỏ cho Phương Anh, hy vọng là Phương Anh thích. Ta-da! Không, thực ra là đi lúc nãy mới bước vô đã nghĩa rồi, thấy cái chữ Phương Anh ta đùng nè. Ủa? Trời ơi, tặng quà lộ liễu quá đây. Rất. Đã thấy chưa? Chưa hết đã liền đồ người ta xuống rồi. Đây, một phần quà của thương hiệu Nâu Nâu, trong này là cẩn thận chuẩn bị nào là son môi nè. Xong rồi bộ lịch. Lịch để mà mình có thể tách ra những cái hoạt động của tháng mình ghi vào trong đó. Và trong đó có cả nến để mà mình đốt, mình thư giãn nè. Và nước hoa theo đúng phong cách Phương Anh nữa. Cảm ơn Trinh. Lần nào tới nhà Trinh, Trinh cũng cho Phương Anh nến hết trơn á. Mấy lần rồi á. Ôi da. Cảm ơn Phương Anh. Tới nhà người ta chơi tặng ta gì đi chứ. Tặng gì ta? Tặng... Thì bây giờ làm ca sĩ thì chẳng lẽ bây giờ tặng một vũ điệu cách quốc à? Thôi đừng có múa lửa ở đây nghe, thôi cũng đi biểu diễn nha. Nói giỡn thôi, chắc là ca sĩ thì sẽ tặng một bài hát nhờ. Ok. Một sáng tác cũng rất là dễ thương, một bài hát mà một sáng tác của Tăng Nhạc Tuệ được mang tên là Yêu Rồi. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi con người mình thương. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết mơ này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi. Tình yêu là những đứa trẻ dòng trai, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào. Và ta là những đứa trẻ dòng trai, rồi ta tìm thấy nhau nên cần nhau thôi. Từ ngày ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Tháng 2 về rồi đây, bao giờ anh trở lại? Sài Gòn mưa rơi mãi, trà gạo cũng nguội rồi, đường trơn trượt lá trôi, lau sạch luôn ký ức, những nỗi buồn trên ngực cũng đã bớt nhói đâu. Mình còn nhớ thương nhau hay đã cùng người khác? Lá, màu mưa, nhàn nhạt, hay thành phố vô tình, những tri kỷ lặng thinh, quay lưng thành người lạ. Con đường còn dài quá, mà mình đã lạc nhau. Tháng 6 đã đến đâu, bao giờ anh trở lại? Tình yêu là những đứa trẻ dòng trời, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào. Và ta là những đứa trẻ dòng trời, rồi ta tìm thấy nhau nên cần nhau thôi. Từ ngày ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Từ ngày ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu.